Qua những tờ là vé lô tô nha mọi người. Cảm ơn mọi người ơi, bây giờ ế quá rồi nè, ế quá rồi. Hôm nay không biết sao mà mua hàng đi nè, đi diễn quên bộ tóc giả luôn. Nè bộ tóc giả 300 mấy mọi người. Bữa nay lỡ show rồi. Rồi ăn cái đông luôn. Anh đẹp trai nè. Đẹp trai vui vẻ rồi. Đẹp trai không vui vẻ nha mọi người ơi, đẹp trai không vui vẻ nha. Mọi người ơi, một tay tháng một này mọi người lên trên hả cô Úa ủng hộ sản phẩm mới của cô Ba và hả cô Úa nha. Thì này là một sản phẩm rock rất là hay luôn. Một tay tháng một sẽ ra nha mọi người vào lúc là hả 19 giờ trên kênh cô Úa official, sản phẩm rock miền Tây đó. Cô Ba và cô Úa nè, rồi anh nhạc sĩ Cao Minh Thu nè, rồi quầy tân trên trường giấy rất là nhiều nha. Kỳ này là một cái sản phẩm rất là bùng nổ trên YouTube hiện nay luôn. Một tháng một chờ nhau đánh
xuống chỉ đa xuống chỉ đi cùng xuống chỉ đa xuống chỉ đi cùng xuống chỉ đa chiều qua cánh đồng em thương anh nhớ về gò công tiền giang mỹ tho trên sông tiền em thương chờ mà đợi ai xuống chỉ đi cùng xuống chỉ đa có ai đi về miền Vĩnh Long mà thương mà chốn đây bến Linh Kiều nhiều hồ giang ơi bao lần đến đây nhớ hoài miền Tây xuống gì ra xuống gì đây con xuống gì ra xuống gì ra ai đi Cà Mau sao con về đây Cà Mau nắng đêm đông chơi mà đừng u minh chạm nhau trong gió nơi người dân sống yêu thương nơi người dân sống yêu thương dù có đi nơi nào cũng là quê hương sâu đậm tình người là con xuống gì còn xuống gì sẽ ra tiếp theo xuống gì ra. Mọi người ơi, tối đêm nay sẽ có sự góp mặt đặc biệt của người đẹp Bội Nhi với bàn tắm đặc biệt từ Thái Lan về nha mọi người. Đó, bây giờ cả nhà ơi, cả nhà hãy ủng hộ cho em những tấm lá vé nha. Mọi tấm lá vé trị giá chỉ có 10.000 đồng thôi mọi người. Mọi tấm lá vé chỉ có 10.000 đồng đấy. Tất cả sẽ nhận qua những chú gấu rất là dễ thương luôn đó. Còn cả nhà ơi, cả nhà hãy điện thoại bạn bè hãy đến quán Tớp, địa chỉ là 535 Hồng Bàng, phường 4, quận 5. Đó, gánh hát lô tô bến xưa của em sẽ có mặt ở đây diễn hai đêm vào ngày 24 tối đêm nay và ngày mai là tối 25 nha. Đặc biệt với sự tối ngày mai với sự khách mời đặc biệt đó là chai xá muối cuộn cuộn nha mọi người đó. Tối ngày mai đó. Rồi em ơi, gồng lên. Em vô đây mời bạn đi nè. Đó, ủng hộ người kêu người đẹp bà Phương Phi ủng hộ nha. Á hậu nha mọi người. Một Phương Vi nha, kêu người đẹp hoa hậu á hậu nha mọi người. Á hậu bảo một 10 vé. Á hậu với 10 vé. Á hậu với 10 vé tất nhiên. Số gì đây, số gì đã có số gì đây, số gì đã. Mọi người, đây á hậu Phương Vi nha mọi người. Á hậu 2019 đó. Hôm nay hả á hậu xuất hiện quá đẹp. Mấy lâu tháng buông trôi nặng mang hơi cười khát khao trong tim tháng ngày. Chạy vô đi. Theo mưa rơi lạnh lắm. Chạy đêm em lại xa xa người có hơi. Giữa bóng tối chớp chùm tình anh nhìn giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về giờ em và đám cây. Xuống mây đen tăm nhanh mà trời bên kia nắng tươi. Tập trung ánh sáng xuống gì đây xuống gì đây. Mẹ Việt Nam mắng người sáng quang. Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lời nhạc nhòa đôi mắt long lanh. Nghe tin con vẫn còn xa xăm. 25 gạch gạch vô 25 25 25 còn 25 xuống gì ra xuống gì đây. Nghe tin con vẫn còn xa xăm 65 65 tìm 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 tới sáng luôn á mà. Sao Nguyệt? Tìm là Nguyệt. Tìm xong rồi gặp chị Nguyệt. Rồi cho bắt đầu luôn đây chị ơi. Trúc Lam, Trúc Linh ơi. Trời ơi, Trúc Lam ở đây, Trúc Linh đâu rồi? 25 con 25 bấm vào thằng nào luôn này Trúc Lam. 25 con 25 xuống gì ra. Xuống gì đi con xuống gì ra. Xuống gì đi con xuống gì ra. Chào ơi chị sao nữa đành tâm. Tình yêu ban đầu ai đã chào. Thương anh nhớ anh chào Ngọc Quý. Không thương nữa thôi sao giàu đẹp gieo khổ đau. Năm 16 còn 56 năm 16 năm 56 biết bán, biết đổ bánh, chán, 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 chán
xuống chị ra xuống đi con không chị đi không chị đi con không chị ra không chị đi con không chị ra xuống chị ra ai mua sầu đi có ai mua sầu đi em đây không bán sầu đi em đây không bán tình duyên như em bán mà chuối nhậu thôi tôi lấy tôi vô lên con 50 con 50 chứ con 50 chứ con 50 con 50 con 50 con số gì đã số gì đã con số gì đã số gì đã người đàn bà có cây cà lẹp xí cô la người đàn bà có cây cà lẹp xí cô la người đàn bà có cây cà lẹp xí cô la đây con số 3 con số 3 con số 3 con số 3 số gì đây số gì đây ba mươi số gì ra cả giờ ơi hãy dừng xe để cho quán tớ luôn cả giờ ơi đó số gì ra hãy xe vô đây không thức nhận món ăn rất là ngon tại quán tớ cho mấy anh chị ơi số gì ra số gì đi con số gì ra số gì đi con số gì ra chiều qua cánh đồng em thương anh nhớ về gò công tiền giang mỹ tho thương xong tiền em thương giờ mà đợi ai con số hai 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 con số gì ra số gì ra cái miệng em cười thật là có duyên con mười nguyên con mười nguyên con mười nguyên là tam giác cờ thân thôi có vậy rồi vừa qua đã có một vị quan khách đã kinh số 10 nha quý vị đã trẻ hậu kinh nha mọi người á hậu hơn quá nè số 10 vừa kêu số 10 vừa kêu quan có không số 2 số hai có 25 có 3 36 có đủ nếu ai công tên lên kiểm tra vé và bạn này em ơi lên em Phương Di Phương Bi ơi á hậu lên này là trội thiệt luôn á chị em lúc nào mới gặp lại luôn á mọi người đây em kể cho nghe em chơi với Phương Vi từ thời Phương Vi chưa được á hậu nha mọi người đó cô em bé rất là dễ thương em lấy con gì nè dễ thương nha trời ơi đẹp đẹp trai mọi người ơi đó mời mời lên hả chụp hình em với chụp hình đúng không chụp hình với á hậu Phương hả trời Nguyễn Phương Vi một bài luôn lần đầu rồi cảm ơn á hậu Phương Vi nha đó cô em gái đó đọc giải năm ngoái cho mọi người rồi nè Phương Vi vừa trúng vô hậu Phương Vi 10 vé luôn em Phương Vi vừa trúng là mua 10 vé đó trẻ chồng ơi mua giùm em đi trời chồng mày không có má chị má mày làm đào mày đánh với mày chủ đò mày lên mày ăn tao luôn đi cái thuộc đó má chị hả chết cha rồi ông không sao em là top em là top hồi lâu mạnh miệng quá vậy má top hả trời ơi ông nói thật sự luôn ở nhà hả chị có vợ có con rồi hai đứa con thiệt rồi nè cả nhà ơi cả nhà có thương thì ủng hộ cho em dòng loại tiếp theo nha mọi người ơi và tối đêm nay tại quán top sẽ xuất hiện người đẹp Bội Nhi nha mọi người đó với màn tấm đăng cài cực kỳ hấp dẫn luôn đó bây giờ cả nhà hãy ủng hộ cho